Tiền đạo Napoli từ chối sang Premier League để tới Bayern vì bạn gái. Tiền đạo Napoli, Victor Osimhen có thể từ chối nhiều câu lạc bộ lớn ở Premier League để sang Đức khoác áo Bayern Munich vì bạn gái. Tờ Bi của Đức đưa tin Osimhen xuất hiện ở một khách sạn sang trọng tại Berlin cùng cô bạn gái gốc Đức và con gái. Thông tin này dấy lên nghi ngờ anh chuẩn bị gia nhập Bayern Munich, đội đang rất muốn có chữ ký của một tiền đạo đẳng cấp. Với phong độ cao ở mùa giải vừa qua, giúp Napoli vô địch Serie A và vào tứ kết Champions League, Osimhen là mục tiêu của nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Bayern có rất nhiều đối thủ nặng ký ở cuộc đua này, đặc biệt là từ Premier League với MU và Chelsea. Tuy nhiên, hùng xám có lợi thế hơn vì bạn gái của Osimhen. Theo đó, bạn gái tiền đạo này muốn hồi hương sinh sống và Osimhen đang nghiêm túc cân nhắc chuyển đến Đức thi đấu. Hiện tại, Transfermarkt trịnh giá cựu tiền đạo Lille với 100 triệu euro. Tuy nhiên, chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli muốn bán chân sút 24 tuổi lên tới 150 triệu euro.